Trước mắt tất cả quý vị và các bạn đây là hai dòng toàn giải 30, một dòng xương xanh và một dòng xương đen. Thì trên thực tế thì có nhiều anh em có những ý kiến rằng dòng xương xanh không hay bằng dòng xương đen, hoặc là dòng xương đen hay không bằng xương xanh. Thì ở những cái ý kiến trái chiều đó, thì trong clip ngày nay bên Huấn Audio thực hiện là test nhạc đối với hai dòng này, với test ở một cái mức là trung thực nhất để anh em mình có cái nhìn khách quan nhất. Bởi vì rất đơn giản là bên mình có bán cả hai dòng toàn giải này, nên không có cái gì mình phải gian dối trong cái việc test này cả. Đây là con toàn giải xương xanh IMF. Con này thì anh em biết rồi, bên em đi hàng số lượng hàng vài trăm đôi, từ 120 và côn 51. Dòng toàn giải phễu xương xanh, màng xanh xương xanh. Đó, anh em quan sát ở đây. Và em sẽ test nó trước, xong em test ở cái khoảng cách này nhé. Và tí nữa em cũng để nó sao cho nó đúng tương thích cái khoảng cách đó, để anh em mình nghe đúng và đánh giá khách quan chính xác nhất những cái gì bát này nó đánh. Và tất nhiên ở cuối chương trình bên mình vẫn báo giá như thường lệ để anh em mình lựa chọn. Đấy, có tín hiệu tè tè anh em đấy. Có tín hiệu nó sẽ tè tè. Và bây giờ mình sẽ bật đoạn nhạc lên này. Sang bên con sừng đen và cho nó sang bên này luôn để cho nó giống nhất anh em nhé, cho nó giống nhất. Cái con sừng đen thì cũng nó khác một chút là nó từ 140, từ 140 và côn 51, cũng là màng, cũng là cái màng giấy và nón giấy. Nhưng con này là sừng đen thì cái nón trong này cũng là đẹp, cái nhện cũng là đẹp, cái màng cũng đen. Đó, anh em quan sát nhé, xem đấu cái dây vào đây. Đây đánh trực tiếp, đánh trực tiếp. Đó, có tín hiệu là nó sẽ tè tè. Đó, em cứ để ra khung vừa rồi nhá, tương thích vừa rồi nhất. Đó. Bây giờ thì mời anh em nghe lại nhạc vừa rồi nhé. Nó mở điện thoại lên thì nó sẽ không tè tè nữa, nhiều nữa. Đều là 30, đều có cái cấu hình là chung là cũng khá giống nhau một chút. Có một điều là con xương đen thì nó lại to hơn, cái đâm châm này hơn một tí anh em nhé. Nó to hơn, là từ 140, còn con này từ 120.
Và về giá thành đối với dòng toàn giải bên anh em xem rõ nhé, bên tay phải là dòng xương đen này, có giá là 950 một đôi bao ship này. Còn đối với dòng mà xương xanh thì là 1.100.000 một đôi bao ship. Anh em yêu mến dòng nào liên hệ bên mình, cả hai sản phẩm đều có sẵn hàng nhé, để sẵn hàng và đều có bán lẻ một cái. Bán lẻ sẽ cao hơn một chút, ví dụ như những cái dòng này đang là 1.100.000 một đôi, nghĩa là 550 một cái thì bán lẻ phải mất thêm 50, nghĩa là 600 một cái. Con này thì anh em mình phải mua với giá là 500 một cái anh em nhé, bán lẻ 500 một cái. Để được tư vấn và mua sản phẩm, anh em gọi điện cho bên mình qua số máy 0904 61 23 23 và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.